Cổ Thiên Lạc, Hồng Kim Bảo, Nhậm Hiền Tề, Lâm Phong, Quách Phú Thành. Những cái tên quen thuộc này sẽ một lần nữa đưa chúng ta trở lại thời kỳ hỗn loạn của Hồng Kông và vén màn bí mật về thành phố không luật lệ Cửu Long Thành Trại. Bộ phim hành động đáng mong chờ nhất năm 2024 đã ra mắt. Vào thế kỷ trước, Hồng Kông từng có một khu vực rơi vào trạng thái vô chính phủ. Khi đó, làn sóng di cư ồ ạt, cùng với sự hỗn tạp của dân cư, nhiều băng nhóm đã đấu tranh liên tục để giành vị trí. Nơi này trở thành chiến trường tranh bá của rồng và rắn và là thành phố đen tối nổi tiếng thế giới. Trong các băng nhóm, thế lực của Lôi Chấn Đông là mạnh nhất. Dưới sự quét sạch của sát nhân Vương Trần Chân, Lôi Chấn Đông nắm giữ Trại Thành trở thành người đứng đầu mới. Nhưng một người đàn ông có biệt danh Lốc Xoáy đã đến đây. Anh ta liên kết với các thế lực chống lại Lôi Chấn Đông, dấy lên một làn sóng phản kháng. Trong một trận đại chiến, Lốc Xoáy đã đánh bại Trần Chân, kết thúc những năm tháng hỗn loạn của Cửu Long Trại Thành. Chuyển cảnh đến những năm 80, thanh niên gặp nạn Trần Lạc Quân lén đến Hồng Kông với võ nghệ cao cường. Anh đã gây chú ý tới ông trùm xã hội đen khi làm nhiệm vụ ở hộp đêm. Ông trùm có ý định muốn Trần Lạc Quân làm việc cho mình, nhưng anh tuyên bố sẽ không bao giờ gia nhập xã hội đen. Nghe vậy, ông trùm giữ lại tiền lương của Lạc Quân, yêu cầu anh 2 tuần nữa quay lại để lấy chứng minh thư. Thoáng chốc đã 2 tuần trôi qua, một người tên là Vương Cửu dẫn Lạc Quân đến căn cứ băng đảng. Ông trùm ném cho anh một mảnh giấy chứng minh giả mạo. Chứng minh thư giả này làm sao mà dùng được? Lạc Quân muốn lấy lại tiền lương của mình, nhưng ông trùm cố tình làm khó anh. Lạc Quân thấy vậy liền lấy một túi hàng và chạy trốn. Ông trùm lập tức sai người đuổi theo. Lạc Quân chạy qua các con phố và chen vào một chiếc xe điện. Không ngờ Vương Cửu lại trèo qua cửa sổ xe rồi thò đầu vào. Người của ông ta siết cổ Lạc Quân, nhưng bị Lạc Quân đấm một phát rơi xuống xe. Ngay sau đó, Vương Cửu cũng chui vào trong xe. Những tên du côn này đúng là chán sống mà. Chúng treo lơ lửng trên tầng 2 của xe buýt dùng nửa thân để đánh nhau. Điều tồi tệ nhất là Vương Cửu còn biết khí công. Hắn đá Lạc Quân văng ra khỏi kính chắn gió, khiến tài xế hú hồn phanh gấp làm 2 người bị văng ra ngoài. Lạc Quân cầm tiền chạy vào khu vực địa giới, nhưng Vương Cửu đột nhiên dừng lại không đuổi nữa, vì nơi này thuộc khu vực cấm địa của Cửu Long Thành Trại. Tự tiện xâm nhập địa bàn của người khác sẽ gây ra xung đột giữa các băng đảng, mà Lạc Quân đã lỡ xâm nhập Cửu Long Thành Trại lại tự nhiên bị mọi người bao vây. Cửu Long Thành Trại chỉ có khoảng 29,000 m², cấu trúc của nó chật chội phức tạp giống như mê cung. Lạc Quân dễ đông dễ tây chui vào một tiệm cắt tóc, vội cầm dao cạo bắt cóc một người đàn ông đeo kính. Nhưng người đàn ông đeo kính do Cổ Thiên Lạc đóng thì chắc chắn không phải vai diễn quần chúng tầm thường. Ông chính là nhân vật lớn đã đánh bại Trần Chiết năm xưa, Long Quyền Phong, cũng là người đứng đầu Cửu Long Thành Trại. Lúc này, Lạc Quân không thể chạm đến góc áo của Long Quyền Phong, chỉ còn cách ngoan ngoãn chịu đòn. Long Ca không ra tay giết chết mà chỉ dạy cho một bài học rồi thả đi. Lạc Quân leo qua lan can rồi khập khiễng rời đi. Anh bị Uyính Tròn gãy một cánh tay, sức lực cũng sắp cạn kiệt nên chỉ có thể leo lên lầu tìm chỗ nghỉ ngơi. Một cô gái thấy vậy chia cho anh ta ít đồ ăn. Tiếp đó, một người chui ra từ cửa sổ bảo Lạc Quân leo xuống 2 tầng tìm chủ nhà có đèn lồng đỏ lớn để nhờ giúp đỡ. Lạc Quân kéo thân mình mệt mỏi trèo xuống dưới. Kết quả phát hiện chủ nhà đèn lồng đỏ chính là Long Ca, người của Vương Cửu canh giữ bên ngoài suốt đêm. Không cần nghĩ cũng biết Lạc Quân là một phiền phức, nhưng người có thể vào được Cửu Long Thành Trại thì đều là người phiền phức. Long Ca bảo Lạc Quân giao ra túi bột đó, sau đó dặn Tí Nhất dẫn người đi gặp Tứ Tử. Tiếp theo, ông ta lặng lẽ xâm nhập vào địa bàn của ông trùm trả lại túi bột và tiền mặt. Long Ca còn tặng kèm một cuốn truyện tranh kêu ông trùm đừng tìm Lạc Quân gây rắc rối nữa. Ở phía bên kia, Tứ Tử giúp Lạc Quân nắn lại tay. Nơi ở của anh ta đầy đĩa phim không dành cho trẻ con. Theo lời Tín Nghi, vợ của Tứ Tử bị lừa sang ngành công nghiệp khiêu dâm, nên anh ta mua rất nhiều đĩa phim khiêu dâm châu Á chỉ để tìm lại vợ mình. Dĩ nhiên, mấy người Tứ Tử sẽ không giúp không công. Ở trong thành trại, bạn giúp người người mới giúp lại bạn. Lạc Quân buộc phải ở lại làm việc trả nợ. Tín Nghi bảo anh ta đến giúp chị Yến Phân một tay. Chăm lợn có gì khó đâu, nước tương, sốt xa xíu, sốt dầu hào, sốt tương mè, tương hải sản, sốt mè, sốt ngũ vị. Lạc Quân chỉ toàn làm việc nặng nên không nhớ nổi tỷ lệ nguyên liệu, phải chịu khổ khá nhiều. Dù thành trại trông có vẻ hỗn loạn nhưng ở lâu sẽ thấy nó có trật tự riêng, hoàn toàn là một hình ảnh thu nhỏ của Hồng Kông trong thời kỳ hỗn loạn đó. Lạc Quân nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở đây. Anh làm việc không kể ngày đêm, mỗi ngày đều ăn thức ăn rẻ nhất, mệt thì ngủ trên mái hiên, chỉ mong sớm kiếm đủ tiền mua một cái chứng minh thư. Long Ca đã nhìn thấy tất cả. Ông bảo Tín Nghi dọn dẹp gác xếp cho Lạc Quân ở, có chỗ che mưa chắn gió thì cũng coi như là có nhà. Nhưng thành trại này cũng dần lộ ra mặt thối nát. Khi Lạc Quân đang muối thịt heo, anh đã gặp một bé gái làm cá viên. Mẹ bé gái làm nghề mại dâm ở khu đèn đỏ. Bé gái thường đến đó đợi mẹ tan làm, nhưng chưa được vài ngày thì mẹ bé gái đã đắc tội với khách hàng rồi bị họ đánh chết. Xác bị treo trong chuồng bồ câu bốc mùi hôi. Bé gái nhìn khuôn mặt bầm tím của mẹ. Đây là người thân duy nhất trên đời của bé gái. Lạc Quân không thể chịu nổi liền đưa xác người phụ nữ xuống tầng để lo hậu sự. Long Ca cũng dẫn người đến điều tra, nhưng ông biết cảnh sát sẽ không quan tâm đến sống chết của người dân thành trại. May mắn thay, Yến Phân đã nhận nuôi bé gái cá viên mồ côi này. Lạc Quân không thể bỏ qua cho kẻ thù ác. Anh đã nhìn thấy rõ mặt của kẻ đó nên anh liền với lấy cái khăn che mặt lại rồi lặng lẽ đi theo để trả thù. Nhưng chưa kịp ra tay thì đã thấy Tín Nghi và 2 thanh niên khác cũng đeo mặt nạ. Hóa ra ai cũng nuốt không trôi cục tức này. 4 người không nói gì mà xông vào đánh kẻ thù ác, đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, kêu khóc không ngớt. Đợi đến khi xả hết cục tức trong bụng, 4 người mới thở hổn hển chạy đi. Tín Nghi giới thiệu với Lạc Quân, người đeo mặt nạ đỏ là Thập Nhị Thiếu, là đàn em thân tín của Hồ Ca, cũng được coi là người trong thành trại. Thập Nhị Thiếu mời mọi người đi chơi mặt trược.
Lạc Quân mới chơi hai ván đã biết ba người này thông đồng với nhau. Thì ra Tín Nghi, Thập Nhị Thiếu và Tứ Tải lúc nào cũng muốn chơi mặt trược, nhưng lúc nào cũng thiếu một người. Cuối cùng cũng tìm được một tên ngốc, đương nhiên sẽ không thể tha cho anh. Năm này là một năm rất quan trọng đối với Hồng Kông. Hai nước Trung Anh đã thỏa thuận trao trả Hồng Kông về Trung Quốc và thành trại Cửu Long, vùng đất không người quản lý do lịch sử phức tạp để lại, cũng sẽ phải đối mặt với số phận bị xóa sổ hoàn toàn. Không ai biết nơi này sẽ tồn tại được bao lâu nữa. Long Ca sức khỏe ngày càng yếu đi. Tứ Tử đề nghị anh đến bệnh viện lớn kiểm tra để ngăn khối u phổi tiếp tục chuyển xấu. Buổi tối Long Ca đến gặp đại địa chủ Địch Thu nộp tiền thuê thành trại tháng này. Vợ con của Địch Thu đã bị Trần Chiêm tàn nhẫn giết hại. Những năm qua ông ta luôn tìm kiếm con trai của kẻ thù thề sẽ khiến Trần Chiêm tuyệt tự. Tin tức về việc thành trại có thể bị phá dỡ khiến Lạc Quân rất lo lắng. Khó khăn lắm anh mới có được cảm giác như ở nhà, không muốn mất đi lần nữa. Lạc Quân đã tìm Long Ca muốn theo anh ấy làm việc. Long Ca không nói nhiều chỉ ngồi xuống cạo râu cho Lạc Quân. Gương mặt quen thuộc này khiến Long Ca nhớ đến một người bạn cũ. Anh đã chấp nhận Lạc Quân còn cho phép anh ấy tham gia bữa tiệc tối nay. Tí Nhất trên đường đi giải thích cho Lạc Quân, 30 năm trước thành trại Cửu Long là miếng mồi ngon ai cũng muốn cắm cờ ở đây. Sau vài trận chiến chỉ còn lại Long Ca và Lôi Chấn Đông. Họ Lôi có thể được chia phần vì hắn có một tên sát thủ tàn nhẫn có biệt danh là Sát Nhân Vương Trần Chiêm. Để ép Long Ca nhận thua, Lôi Chấn Đông đã bắt cóc anh em kết nghĩa của anh là Địch Thu. Đã thế còn giết 7 đệ tử trước mặt Địch Thu rồi làm mù một mắt của anh cả Hồ Ca của Thập Nhị Thiếu. Long Ca đã đánh nhau với Trần Chiêm suốt một ngày một đêm và đã thành công hạ gục Sát Nhân Vương. Cho đến ngày nay trên tường vẫn còn dấu vết của trận chiến đó. Sau đó Địch Thu quay lại làm ăn chân chính, xây dựng nhà ở trong thành trại, trở thành chủ đất lớn nhất của thành trại. Lúc này ba đại ca gặp mặt tại nhà hàng Địch Thu gọi một bàn đầy món ngon, nói rằng đã tìm ra tung tích của con trai Trần Chiêm. Chẳng mấy chốc Tí Nhất và những người khác đến nơi. Long Ca bảo họ ra ngoài ăn rồi nhìn Lạc Quân với suy nghĩ sâu xa. Thật ra ít ai biết rằng Long Ca và Trần Chiêm là bạn tốt, thậm chí suýt trở thành cha đỡ đầu của con trai Trần Chiêm. Trận chiến hôm đó cả hai đã nhiều lần ngừng lại, nhưng Long Ca phải tiêu diệt Lôi Chấn Đông, còn Trần Trạm phải bảo vệ đại ca của mình. Họ đều biết rõ tối nay chỉ có một người có thể rời đi sống sót. Trần Chiêm không thể kiểm soát liền đề nghị bịt mắt lại, không nhìn thấy mặt bạn thân thì sẽ không mềm lòng. Nếu tôi chết thì hãy nhớ bảo vệ vợ con tôi rời đi. Cuối cùng Long Ca đánh bại Trần Chiêm và giữ lời hứa hộ tống vợ con anh ta rời đi. Nhưng Long Ca không ngờ con trai của Trần Chiêm sẽ trở lại Hồng Kông. Sau khi tiệc rượu kết thúc, Thập Nhị Thiếu đỡ Hồ Ca lên xe. Người sau xe bí tỉ nói kêu Thập Nhị Thiếu dẫn người đi tìm một kẻ tên là Trần Lạc Quân. Người này chính là con trai của Sát Nhân Vương. Nghe vậy Thập Nhị Thiếu cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Anh lập tức gửi tin nhắn cho Tí Nhất. Ở phía bên kia, đại lão đang dòng ngó thành trại. Chi phí bồi thường tái định cư là một miếng mồi béo bở, ông ta không có lý do gì để không nhúng tay vào. Nhưng với Long Ca bảo vệ thì thành trại này chắc chắn không thể đột nhập. Hôm sau đại lão bản tìm đến Địch Thu, nói rằng ông ta đang tìm con trai kẻ thù Trần Lạc Quân, không biết rằng thằng nhóc đó đang ở trong Cửu Long thành trại, được người anh em tốt nhất của ông ta bảo vệ. Vợ con ông ta chết thảm quá trời, ông coi hắn là anh em, còn người ta coi ông là kẻ ngốc. Lúc này Long Ca nhìn vào chiếc diều đứt dây, biết rằng có một số việc định mệnh không thể trốn tránh. Còn Tí Nhất và Thập Nhị Thiếu giúp Lạc Quân tìm một con tàu buôn lậu kêu anh rời khỏi Hồng Kông ngay lập tức. Địch Thu và Hồ Ca sớm muộn gì cũng sẽ tra đến đây. Là tôi đã giết cha cậu, tôi không quen ông ấy. Long Ca dứt khoát muốn đuổi Lạc Quân đi, nhưng Địch Thu và Hồ Ca đã dẫn người đến tấn công. Thập Nhị Thiếu vội vàng thả Lạc Quân ra. Địch Thu đi thẳng về phía Long Ca hỏi ông ta có nộp người ra không. Hồ Ca thì không thèm đợi câu trả lời đã trực tiếp ra lệnh cho thuộc hạ xông lên. Lạc Quân đá văng vài tên đàn em rồi chạy thục mạng. Tí Nhất lo lắng nhìn Long Ca nhưng ông chỉ lắc đầu. Hồ Ca để báo thù cho con mắt của mình cũng đích thân ra trận. Lạc Quân quả không hổ danh là con trai của Sát Nhân Vương. Anh ôm lấy Hồ Ca và thực hiện một cú lộn nhào rồi đá văng Hồ Ca. Đám thuộc hạ của Hồ Ca thấy vậy cũng liền lao vào ứng cứu. Bọn chúng bao vây Lạc Quân, anh buộc phải nâng bàn lên để chắn dao. Lạc Quân nâng bàn và cắn răng xông lên đẩy những tên đàn em chắn đường xuống lầu. Địch Thu cũng không thể kiềm chế được nữa mà xông lên tầng 2. Hắn tung một cú đấm hất bay Lạc Quân vài mét, sau đó chậm chậm tiến đến kẻ thù. Địch Thu mơ về ngày này suốt bao năm qua. Hắn ra tay không khoan nhượng, tung hết sức mạnh. Một loạt chiêu liên hoàn khiến Lạc Quân bị đánh thừa sống thiếu chết. Thấy hắn bị Địch Thu siết chặt, Lạc Quân đột nhiên chụp lấy con dao găm. Anh mạnh mẽ đâm vào vai Địch Thu, sau đó hắn ngồi dậy cắn đứt tai đối phương. Nhưng Địch Thu không chịu thua. Lạc Quân bị ép đến đường cùng, adrenaline trong người bùng nổ. Hắn dùng hết sức để phản công, ôm chặt Địch Thu rồi đâm vào cửa kính. Lạc Quân tận dụng cơ hội tung đòn chân kéo chặt lấy Địch Thu. Hắn ném Địch Thu vào tường. Lạc Quân cảnh cáo, nếu ông còn đến nữa, tôi sẽ giết ông. Nhưng Địch Thu không chịu khuất phục trước con của kẻ thù. Thấy Lạc Quân chuẩn bị giết người, Long Ca lập tức ra tay ngăn cản Địch Thu. Địch Thu kêu ông giết Lạc Quân nhưng Long Ca chỉ muốn cảnh cáo hắn rời khỏi Hồng Kông. Địch Thu nghe vậy thì tức giận muốn chém luôn cả Long Ca cản đường. Lạc Quân thấy thế thì liền lao tới ngăn cản nhưng bị Địch Thu đâm một nhát. Tứ Tử cũng vội chạy tới cứu người. Thấy trận chiến ngày càng căng thẳng, Long Ca vội bảo mọi người dừng tay. Oan oan tương báo đến bao giờ? Ông hy vọng xung đột của thế hệ trước sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng Địch Thu quá cố chấp không chịu buông tay. Sau khi rời đi, hắn lập tức đi gặp ông Trùm nhưng chỉ thấy Vương Cửu và đàn em đứng canh cửa. Vương Cửu còn nghênh ngang ngồi vào vị trí của ông Trùm, nói đại ca không có ở đây thì anh ta là người phụ trách. Địch Thu không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào vấn đề, tỏ ý muốn mua mạng của Lạc Quân. Ai ngờ vừa dứt lời thì ông xuất hiện. Vương Cửu ngượng ngùng đứng dậy bị đại ca gạt phát tàn thuốc lên mặt. Ông Trùm đồng ý giúp tiêu diệt Lạc Quân nhưng điều kiện là Địch Thu phải giao nộp thành trại. Hai bên đã đạt thỏa thuận.
Địch Thu chính thức tuyệt giao với Long Ca. Ở bên kia, Tứ Tử vừa giúp Lạc Quân cầm máu, Long Ca kêu Tín Nghi sắp xếp lập tức đưa Lạc Quân rời khỏi Hồng Kông, nhưng Vương Cửu đã đến trước cổng thành trại. Long Ca đích thân ra đón khách. Tứ Tử lo lắng cho sức khỏe của ông nên bảo Tín Nghi đi theo bảo vệ đại ca. Còn phía Thập Nhị Thiếu, do không liên lạc được với thành trại, liền đoán ra nơi đó đã xảy ra chuyện. Khi anh 13 tuổi đã được Long Ca cứu mạng nên chắc chắn sẽ không trốn ở đây làm kẻ hèn nhát. Hồ Ca nghe vậy cũng không cản Thập Nhị Thiếu. Ông đánh giá cao chàng thanh niên này chỉ vì anh ta có lòng nghĩa hiệp. Vì vậy chỉ dặn dò Thập Nhị Thiếu cẩn thận hành sự. Chuyển cảnh quay lại thành trại, Long Ca và Tín Nghi bước vào tiệm hớt tóc, ông Trùng cũng đã chờ đợi ở đó từ lâu. Khi hai người đang nói chuyện, Tứ Tử định nhân cơ hội dẫn Lạc Quân rời đi, không ngờ bị thuộc hạ của đại ca chặn lại, thế là không tránh khỏi một trận ác chiến. Tứ Tử bảo vệ Lạc Quân và giao tranh với truy binh, nhưng rất nhanh đã có thuộc hạ đến tiệm hớt tóc thông báo nói tìm thấy Lạc Quân ở phố người già. Vương Cửu nghe vậy lập tức đứng lên, không ngờ Long Ca để lùi anh ta bằng một chưởng. Ông Trùng ra hiệu cho Vương Cửu đi cửa sau, còn mình thì ở lại đối phó với Long Ca. Còn Tín Nghi cũng nhanh chóng phi đến phố người già ứng cứu Tứ Tử. Long Ca vì bệnh tình trở nặng nên chỉ một lúc sau đã không thể chống đỡ nổi ông Trùng. Về phía Vương Cửu cũng đã đuổi kịp Tín Nghi, công phu cứng của hắn rất lợi hại, gần như đao kiếm không thể đâm vào. Vương Cửu nhanh chóng bẻ ngón tay Tín Nghi rồi cắt đứt ba ngón tay của đối phương. Lúc này lão đại đã đuổi kịp Lạc Quân, hắn đang định ra tay thì bị Long Ca chặn lại. Tứ Tử thấy có đại ca đỡ đòn liền dẫn Lạc Quân rời đi trước, không ngờ Vương Cửu dùng cú trượt đánh ngã anh ta. Tứ Tử nắm tay tấn công nhưng tay phải đau đớn như đập vào thép. Vương Cửu nhân cơ hội ghép hai ngón tay lại đâm thẳng vào bụng Tứ Tử. Thời khắc nguy cấp, Tín Nghi đã đuổi kịp đến, không ngờ Vương Cửu lại bới ra vết thương của anh ấy, một cơn đau thấu xương truyền khắp tứ chi. Thấy vậy, Tứ Tử cũng kiên quyết xông lên giúp đỡ. Hai người luân phiên tấn công nhưng vẫn thất thế. May thay Thập Nhị Thiếu kịp thời đến, Vương Cửu hét to thần công hộ thể. Thập Nhị Thiếu vung đao chém loạn cả lên nhưng cũng không có tác dụng. Tín Nghi cố gắng cắn răng chịu đựng nhưng vẫn bị Vương Cửu đánh trúng. Còn Long Ca và ông Trùng cũng đang chiến đấu dữ dội, hai người còn chôn cả móc treo thịt của nhà người ta để giao đấu. Long Ca sắp bị thất thế liền mở van ga phun vào mặt ông Trùng, đối phương liền giơ gậy sắt phản công, bệnh phổi đã làm cơ thể ông kiệt quệ. Trong lúc nguy cấp, quang đầu lão tới để cản ông Trùng, còn Long Ca đi giúp đối phó với Vương Cửu. Nhưng ông Trùng lại mạnh mẽ không tưởng, ngay cả quang đầu lão cũng không phải đối thủ. Ông Trùng đá văng quang đầu lão bắt lấy Lạc Quân. Long Ca vội vàng vung gậy tấn công hét to và lao về phía ông Trùng rồi dùng hết sức để đánh một cú, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Vương Cửu nhân cơ hội tiến lên đâm một nhát vào Long Ca lừng lẫy. Long Ca rút dao ra mà không một cái chớp mắt ra, rồi dùng hết sức lực cuối cùng để đẩy Vương Cửu ra, sau đó khóa cánh cửa sắt trước mặt. Đúng lúc này Lạc Quân cũng tỉnh lại, nhóm Tín Nghi trèo qua gọi cửa, kích động thế thì sau này sao làm được đại cả hà cái thằng kia. Long Ca nắm chặt cánh cửa sắt chịu đựng những cú đâm loạn xạ của Vương Cửu. Anh hùng đến tuổi xế chiều thì sức mạnh cũng khác đi. Cửu Long thành trại một lần nữa chứng kiến sự thay đổi của thời đại. Tín Nhất biết mình không thể phụ lòng dặn dò của đại ca, họ ném Lạc Quân ra khỏi thành trại rồi quay lại xông vào truy binh để ám sát. Lạc Quân bị cảnh sát bắt về đồn. Một đêm hỗn loạn trôi qua, Địch Thu đến Cửu Long thành trại xác nhận tình hình. Ngoài Tứ Tử ra không ai biết Long Ca bệnh nặng, cũng không ngờ ông ấy sẽ hẹo dưới tay Vương Cửu. Địch Thu cũng có chút đau lòng, vì ông Trùng không giết Lạc Quân nên ông muốn thu lại thành trại, nhưng không ngờ mình đã rơi vào bẫy từ lâu. Người của ông Trùng đã kiểm soát bốn đại chủ của thành trại. Vương Cửu chẳng buồn khách sáo, nhặt búa lên đập Địch Thu ngã xuống rồi ra lệnh cho đàn em nhốt ông ta vào lồng sắt, nhốt cho đến khi ông ta chịu bán thì thôi. Ngay sau đó Vương Cửu ra lệnh thu dọn cửa hàng. Một tên thuộc hạ không nhịn được nói rằng đại ca đã giết được Long Quyền Phong, giờ ông Trùng lại bị thương mấy anh em, mong anh làm ông Trùng đấy. Vương Cửu ngoài mặt thì mắng thuộc hạ không được nói bậy nhưng trong lòng đã tính toán từ lâu. Ông Trùng vì trận đấu với Long Ca mà tiêu hao nghiêm trọng. Đêm khuya Vương Cửu lẻn vào phòng ông Trùng, hắn siết chặt cổ cho đến khi ông Trùng tắt thở. Vương Cửu giờ đã trở thành người chiến thắng lớn nhất. Ở một phía khác, Lạc Quân nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát đã tra ra giấy khai sinh của bố mẹ anh đều là người Hồng Kông. Anh được sinh ra ở Hồng Kông nên đương nhiên có thể nhận được thẻ căn cước, không bị coi là người tị nạn và bị trục xuất. Nhưng Lạc Quân không liên lạc được với người trong thành trại nên chỉ còn cách mạo hiểm đi tìm Hồ Ca để nghe ngóng. Anh nhất định phải giúp Long Ca và thành trại báo thù. Hồ Ca nói ra một địa chỉ kêu Lạc Quân chuẩn bị tinh thần. Nhóm Tín Nhất đã không còn như trước nữa. Lạc Quân tìm thấy ba người tàn tật trong căn nhà gỗ cũ bên bờ biển. Tín Nhất bị cụt tay, Thập Nhị Thiếu cụt chân, Tứ Tử thì bị chấn thương não. May mà ba người không trách Lạc Quân, họ bị thương vì chữ trung và chữ nghĩa. Những người không có người nhà thì tụ lại thành gia đình, những người không có người thân thì tụ lại thành người thân. Lạc Quân nhìn thấy tình cảnh thảm thương của ba người thật sự không muốn liên lụy đến họ. Vì vậy, sáng sớm hôm sau anh đã rời đi. Đồng thời lúc này Vương Cửu đang tổ chức sự kiện lớn trong lễ Vu Lan. Muốn duy trì khả năng đao thương bất nhập thì phải thường xuyên mời thầy pháp lên thân. Có thần lực hộ thể mới có thể kim cương bất hoại, ngậm than nóng cũng không sao. Người trong thành trại rất bực mình vì Vương Cửu giả thần giả quỷ. Lúc này, bé gái bán cá viên ra ngoài đổ rác thấy được con diều của Long Ca đã dùng. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là Lạc Quân. Trong hành lang có cơn gió lốc đang cuộn lên đang mang con diều bay lên cao. Lạc Quân bảo bé gái bán cá viên thông báo cho mọi người rằng tối nay đừng ai ra ngoài. Tin tức nhanh chóng lan truyền trong thành trại. Mọi người sớm dọn dẹp quầy hàng về nhà, còn Lạc Quân thì một mình tiến vào địch doanh. Đám người thấy thế lập tức xông lên. Lạc Quân cầm hai cây diều sắt xông lên là chém loạn xạ. Diều sắt cắt vào thịt phát ra âm thanh khiến người nghe phải rùng mình. Anh chém người nào là chết người đó, hiệu quả cứ phải gọi là như đang chơi chém hoa quả. Lạc Quân chớp mắt đã đến trước mặt Vương Cửu. Không ngờ mấy tên cầm súng xông ra,
Ngay lúc đó tiếng động cơ xe máy vang lên, Tí Nhất thần binh từ trên trời giáng xuống dùng bánh xe cán chết mấy tên đàn em. Thập Nhị Thiếu treo dây xuất hiện sáng chói, số lần lấy Tứ Tử tháo mặt nạ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mấy người anh em tốt tụ họp thêm lần nữa, bốn người hợp sức xông về phía Vương Cửu cùng chiến đấu với đám đàn em ở phía trước. Lưỡi dao loe sáng, tiếng la hét đau đớn. Họ đang chiến đấu hăng hái thì Vương Cửu xuất hiện với hai khẩu súng máy. Hắn thật là không biết đạo lý võ đạo gì cả. Bốn người nhanh chóng trốn vào chỗ tối. May mà cấu trúc thành phố phức tạp nên đã nhanh chóng biến mất trong hành lang. Ngay lúc này Lạc Quân chạy ra như chớp. Anh dùng hai cái que sắt chặn họng súng rồi nhanh tay tháo băng đạn. Vương Cửu nhặt khẩu súng khác bắn loạn, còn Lạc Quân thì vội cúi thấp người trốn thoát. Anh leo tường nhà thấp, phi thân qua mái rồi nhân cơ hội lao vào đánh ngã Vương Cửu. Không ngờ hắn ta bám vào dây điện và tiếp tục bắn. Lạc Quân nhảy xuống đè ngã hắn rồi tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với Vương Cửu. Bên Tí Nhất cũng đang chiến đấu căng thẳng. Đám đàn em tuy kỹ thuật không giỏi nhưng số lượng quá đông. Lúc này đột nhiên cái máy lạnh từ trên trời rơi xuống. Tí Nhất và Thập Nhị Thiếu ngước nhìn lên thì thấy Vương Cửu đang truy đuổi Lạc Quân. Hai người vội gọi Tứ Tử ở tầng 2 chạy ra giúp đỡ. Lúc này Vương Cửu đã đuổi kịp Lạc Quân. Dù không còn súng máy nhưng vẫn có thần công hộ thể. Lúc này Lạc Quân chỉ còn cách đánh liều. Tứ Tử cầm búa lớn nhảy xuống từ trên cao cũng không thể giết chết Vương Cửu, ngược lại còn bị hắn chọc cho phát đau thấu xương. Hai người liều mình đối chiến với Vương Cửu. Rất nhanh sau đó Tí Nhất và Thập Nhị Thiếu cũng đã đến. Họ dùng dây thừng trói chặt tay Vương Cửu, Lạc Quân và Tứ Tử giữ chặt chân hắn. Bốn người ra sức trói hắn lại, dùng sức đập mạnh hắn xuống đất hy vọng phá được khí của hắn, nhưng không tìm được điểm yếu thực sự thì không thể đánh bại Vương Cửu. Bốn người quyết định tấn công toàn bộ, dù là đầu hay mông cũng đánh tất, kiểu gì cũng sẽ tìm ra điểm yếu. Nhưng dù đã dốc hết sức lực nhưng cũng không thể tìm thấy điểm yếu của Vương Cửu. Nhìn thấy Tí Nhất sắp gặp nguy hiểm, Lạc Quân khóa chặt Vương Cửu rồi cùng hắn nhảy xuống lầu. May mắn thay Tí Nhất đã kịp thời nắm lấy dây thừng không để Lạc Quân rơi xuống tan xác. Vương Cửu chớp cơ hội đâm ngược vào vai Lạc Quân. Lạc Quân cố chịu đau rút dao ra đâm thẳng vào miệng Vương Cửu. Vương Cửu cắn đứt lưỡi dao rồi cười, nhưng không ngờ Lạc Quân lại bịt miệng hắn rồi đâm lưỡi dao vào bụng Vương Cửu. Vương Cửu đau đớn sẵn chân đạp Lạc Quân xuống phía dưới đã thế còn đâm thêm một nhát vào ngực anh. Sau đó Vương Cửu leo lên lầu tìm Tí Nhất tính sổ. Ai ngờ một cơn lốc xoáy xuất hiện, Lạc Quân dùng dây thừng quay lại lầu trên. Anh lăn một vòng đáp đất đấm thẳng vào ngực Vương Cửu. Phụt một tiếng, lưỡi dao từ bên trong đã phá tan khí của Vương Cửu. Đúng là cơ hội ngàn vàng, bốn người đồng loạt tấn công Vương Cửu, cuối cùng cũng đánh bại được hắn. Lạc Quân đưa dao cho Tí Nhất để anh tự tay báo thù cho Long Ca. Lốc xoáy gào thét trong thành trại Cửu Long. Bốn người ngẩng đầu nhìn lên trời thấy một chiếc diều đang lảo đảo rơi xuống. Cuối cùng Lạc Quân đã cứu được địch thu rồi đưa ba người anh em tốt rời khỏi đây. Họ ngồi trên đỉnh cao của thành phố nhìn về phía xa của Hồng Kông toàn là cao ốc. Nơi này thay đổi từng giây từng phút, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nhưng Lạc Quân hiểu rõ có những thứ cả đời sẽ không thay đổi. Dù thành trại Cửu Long có biến mất nhưng người dân ở đây vẫn luôn tồn tại.